ở đây 12 năm thì tính về năm 70 của này, năm nay 64 tính. Có chồng không cô Hương? Không có chồng đâu. Sao vậy? Có chồng ba đứa con thôi à. Có chồng ba đứa con thôi rồi, sao rồi thôi? Thì ta có vợ khác á. Ừ. Trời. Ồ, dữ ha, dự trữ lương thực, một đống một thao thịt luôn. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp á. Thì đi ngang gặp một cái khói lửa nó đốt rất là nhiều luôn. Và gặp cái cô đang sống ở trong này. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ chia sẻ hình ảnh của cô cũng như là vì sao cô lại sống ở đây cho cô bác, quý anh chị biết ha. Chuẩn bị đi đâu hả cô? Trời, trên này có gì xích nữa. Ở đây là một ngôi nhà của một cái người cô này là sống của một mình ha. Chào cô. Cô đi đâu á? Đi qua đây ngồi nè. Vô nhà đi. Vô nhà chứ dơ lắm, nhà dơ lắm. Không, kệ ra ngoài sao đi. Chỗ qua trời đó đi. Dạ. Đi qua đó đi cô. Tại cô bên đó mát đó. Rồi để xe đi đi. Sáng là cô đi đâu vậy? Bên ở có lu nè. Lu lấy chồng. Lu lấy chồng cái máy quay phim của nó đó. Dạ. Thôi bữa nay cô đeo vàng. Ai biểu nè. Vô đây biểu. Vô đây. Cô có mấy cái nhà luôn hả? Nhà trời. Trời. Trời ơi, có xích nữa. Xích cái xe lại sợ mất hay sao á? Hằng ngày là cô đi làm cái gì? Đi xin mấy giờ? Đi xin. Trời của cô. Cái trời là thằng ngày cô ở đây đó hả? Rồi cô xích xe là hay vậy? Cô phơi gói, phơi mùng màn gì mà đấy rồi. Sáng giờ cô đi xin được nhiêu rồi? Có 5 phút rồi. Tối ngủ đâu cô? Ngủ đâu? Trải miếng bạc rồi ngủ. Chiếu của cô ngủ ngoài đây đó hả? Sợ nước ngoài về thành ra bánh nhà dụng má nuôi tặng đỉnh không, bà cũng đâu có biết. Nước ngoài về hả? Không mà má nuôi còn sống á ha. Dụng đỉ ngựa mày đi đâu, sách giỏi đâu dụng đỉ. Nước ngoài ra, nước ngoài ta đang chờ cầm tiền á, phải không? Đâu, vô ngồi đi, vô ngồi nắng quá. Vô trại của cô, con coi trại cô cái nha. Ôi, như vậy mưa nước nó tràn vô, sao tối con ngủ được vậy? Đi đâu rồi? Con đi chiếu vô trại. Cô sống mà lúc mà vừa hồ mà đi châu Phi, cô sống giống như mấy cái bộ lạc ở bên châu Phi luôn á. Cô ở bên đây có một cái bếp than nè, thấy không? Ăn ngon đi. Sáng nay cô ăn cái gì rồi? Ăn rồi. Xong rồi mình phải chở gì đồ ăn vô ăn, cái mình ngồi ăn cho nó khỏe. Ôi phải phải không? Cô tên gì cô? Hương. Cô Hương. Cô Hương năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 64. Cô sống ở đây lâu chưa cô Hương? Sống này 12 năm rồi. 12 năm rồi. Ừ. Cái này là tự cô cắt hay sao? Ừ, tự tôi cắt đó. Hết nhiêu tiền? 2 triệu mấy nha. 2 triệu mấy. Đưa vậy? Dạ cô... mà đeo vàng quá trời à. Vàng thì sẽ vàng giả cô. Chuyện bây giờ là bây giờ con nít á. Chú em tìm hiểu nó kiếm chuyện tôi nói chung. Con nít á. Nít đó hả? Ừ. Xe đạp bông sen bao bốn chiếc. Người ta đã ghen, biết ta ghen cái gì thì phải không? Bác câu đài hỏi sao? Phải chú em hỏi có chú này cái nọ. Biết không? Bây giờ cô Hương cho con hỏi nha, cậy đứng nít cậy nó đi cô. Là vàng này là nha, cô. Nha, có chú không có dám. Đúng rồi, vàng này là cô mua hay vậy? Cô ta cho. Ai cho cô? Vàng mà người ta cho vậy? Vàng giả, trời ơi, trời giả. Ai biết đâu, tưởng đâu vàng thiệt không chứ. Cô có vàng thiệt không? Nè, sợ nhà sách Hà Nội người ta biết đó. Để tàn bát ngay trước ngực á. Nè, mấy người ta đi học Hà Nội. Cô Hương là ngày xưa là sống ở Campuchia. Ở Cần Ché. Cô sống ở đó bao nhiêu năm? 12 năm đúng. 12 năm rồi, về đây ở bao nhiêu năm? Ở đây 12 năm thì tính về năm 70 của này, năm nay 64 tính. Cô có chồng không cô Hương? Không có chồng đâu. Sao vậy? Có chồng ba đứa con thôi à. Có chồng ba đứa con thôi rồi, sao rồi thôi?
thì ta có vợ khác á. Ừ, sao ta có vợ khác? Cô ở Cần Ché là cô ở đó là... Cần Ché, giáp Trần Thái đó chú em. À, ngày nào cũng đi cái đường làm phước hết chứ. Ừ, ngày nào cũng làm phước luôn. Từ ngày sanh ra nhỏ tới lớn là đi làm phước tụng bàn giường hộp ghế. Ừ, nhà sư ta đi mỗi ngày, ta đi mỗi ngày. Là cô làm phước? Người ta làm phước, người ta thấy ẩm mình, người ta về làm phước á. Ừ, dạ. Người ta ẩm cô hả? Sao mà cô về Việt Nam? Chị giặt miên, năm 68, năm 70, năm 68, 68. Ừ, nhà giặt miên về đây. Chồng của cô là người Campuchia hay người Việt? Người Campuchia có, người Việt Nam có, hai ba đời không có được đâu. Cô hai ba đời chồng luôn? Ừ. Trời, ba người là ba đời. Sao không giữ được hạnh phúc? Sao xài chồng hao chứ vậy? Cô Hương, sao cô họ giữ không được hạnh phúc mà con nghe nói cô thích không hạnh phúc lắm mà? Hả? Có chồng, ai có chồng ở được. Người ta có vợ, người ta có vợ có con ở ngoài chợ. Dạ. Có cảm gì á? Giàu sang có bo phải không? Ừ, giàu sang có bo của nước ngoài á. Dạ. Sợ biết cái chú đó đó, thì nước ngoài anh Tư á, sợ tao biết á, lúc cho tiền đông người á, phải không? Đây là hồi nãy cầm tiền là im phải làm tiền á. Cái này dầu Singapore nè. Ừ, dầu Singapore biết Singapore rồi. Singapore nước ngoài á. Nước Singapore gần nước Campuchia không? Ờ, Singapore gần nước ngoài ở Mỹ á. Là trong cái túi này cô đựng gì á? Nè, chú vô chú sửa tay tôi. Về nhiều khi vợ bán sạch vải, bán này bán gì. Trời ơi, khôn lắm đó. Thấy đó. Sao cô biết chú này sửa tay? Chứ chị dầu cô có Singapore vậy. Sửa tay sóc gọn á. Nhà cô nhà cháu á. Đi nước ngoài về á. Akun là gì? Akun là cảm ơn. Cô biết tiếng Campuchia nhiều lắm. Dạ hả? Cô nói vài tiếng Campuchia coi. Em yêu anh đó là sao? Xe không để sát sát vô á. Ừ. Em yêu anh đó là sao cô? Sợ nước ngoài về, không biết có lợi nó kiếm chuyện. Lý ngủ sao mà không đi chỗ khác, nó liên lý. Sợ nước ngoài về, hai người đó thì về. Ôi luôn xin lùm lần đê. Đây em thương anh không á. Số xe đầy là gì? Cái đây là kiếm từ đi xin đi á. Ờ, xe bay bò nói là gì con? Cơm. Cơm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Yeah. Chú về thấy vợ ôm sát tại vợ, hung vợ, hung vợ, hung con thơm lắm. Về cứu người dân không có sự cứu đâu. Bắt buộc cha con lấy nhau. Bây giờ con hỏi cô nè, cô có tổng cộng là mấy người chồng? Ba. Ba người chồng. Mấy người Việt, mấy người Cam? Một người Miên, hai người Việt Nam. Ừ, về Việt Nam là có chồng ở Việt Nam luôn. Hai đứa con đó. Rồi chồng của cô ở đâu nhớ không? Nó có vợ khác rồi. Có vợ khác không có nhìn cô. Rồi cô sống ở đây rồi ăn uống làm sao? Thì mua gạo, gạo nè. Gạo, mua gạo. Sáng cô nấu gì ăn rồi? Rồi hôm nay không có gì á? Trời. Ồ, dữ ha, dự trữ lương thực, một đống một thao thịt luôn. Thịt hả? Tao lấy ra cho mọi người coi. Con coi thịt gì á cô Hương? Đó này không? À, sườn heo ha. Trời ơi. Sáng nay ăn gọi hả cô? Sáng nay cô ăn ngoài chợ hay là cô nấu ở đây ăn? À? Nhà của cô là đằng kia hay đằng này? Đằng này không có đó, nhà của con biết bà Mỹ Lệ. Nhà cô đằng này. Nhà bà Thư Sấm á, bà Thư Sấm á, bà gửi tại nhà á. Rồi hồi tối này là cô ngủ ở đây. Trời, số mình cho chúng hoàn cảnh khổ thế thì nhà chúng mày hỏi đi á. Mai mốt để ý nghe chúng mày biết. Thương con không có cứu vợ cho con đâu. Dạ. Bởi vì nó cặn tay quá, phải không? Cô có mấy đứa con gái, mấy đứa con trai? Hai đứa con gái, một thằng. Gái cô lớn chưa? Lớn. Có chồng con ngoài Sài Gòn. Có chồng con ngoài Sài Gòn luôn hả? Có về thường về thăm cô không? Không. Sao ạ? À? Không biết cô ở đây hay sao? Ừ, đâu có biết, nhưng mẹ ở đây. Lúc trước là nhà cô ở đâu? Nhà cô nhà ở Tâm Chi ở đâu? Tại bán đất cái lưng thì sao vàng, ta bị ta lấy á. Ta lấy giữa đường, ta giật ta lấy. Cô về đây là cô ở đây tới giờ luôn mười mấy năm nè. Thật thằng ở nhà trời, con ở cho mình buồn, mất tiền, mất cũng đó. Buồn. Ở mình khu hăng vắng gì cô có sợ gì? Sợ gì không sợ, nhiều khi đi chỗ khác ngủ. Có những người say xỉn gì lại đây quậy hóa cô? Có, không có, có say mình đi.
sao quậy con sao? Đã ở nhà mà không có cửa mà đeo vàng gì ha, người ta vô rồi người ta cướp giật mình nè cô. Đưa vàng đây con đeo cho. Bộ vòng nó mấy cây cô? Trời ơi vàng giả, vàng bộ 50.000 ha. Đó vậy. Ừ. Còn cái nhà có tiền nha mày thử. Còn vàng kia? Giá không ha. Giá không à, 50 không à. 50 không hả? Ừ. Cho tôi con không? Ừ, đeo đi nè. Thôi. 50. Trong thiệt đi. Mày lấy con sau này mày thương con không? Không con. Tao kéo cái túi này ra cho con coi có tiền không. Dẹp vàng vô thôi. Có gì đó. Ôi, dẹp vàng vô rồi. Sao mà bên kia cái nhà nó, cái chòi bên đó nó bự hơn, sao cô ngủ bên đây? Của người ta. Sao? Người ta đi mua ngủ á. Sao có mấy chục nghìn hả? Thì có nhiều đó chứ mấy nhiêu. Cô hồi nãy con thấy cô mở cửa đi vô đó mà. Thì mở cửa đi vô giữ nhà giùm người ta. Người ta có tiền, người ta mướn giữ nhà. Giữ một tháng nhiêu? Giữ giùm trời ơi, mua cô. Sao nói mướn giữ mà? Ừ thì giữ mà tao mua cơm mua gạo cho mình ăn. Cái chòi đó cũng cái chòi cây mà sao giữ, trong đó có gì không mà giữ. Sợ phe bị biết khách sạn, nhà chỗ khách sạn mà chuyển đó. Nè, bây giờ đừng bà giá một con. Lấy tới con trong... Lấy được con. Phe mình chứng mạnh về ôm con không biết. Sau này con lớn mẹ mới gả đâu. Tối mày khóc, về mắt xưng con gái mày lớn mày lấy cực mày thương con cho mày làm phương. Thành ra nó xui khiến vậy á. Có tới ba người chồng luôn. Là người chồng cuối cùng của cô tên gì? Tên Khá. Người chồng giữa. Thì Khá đó, chồng cuối cùng đó. Người chồng đầu tiên. Chồng trước đó, tên thằng Cương. Cương. Ừ. Chồng trước nữa, Banna, tên Banna Bồ Pha Sơ Gia bán giải Sida mà chợ đó. Trời. Vậy tên gì? Bồ Đa Sơ Gia bán giải. Cái phát thì cũng biên. Banna Sơ Gia bán giải. Banna Bồ Pha Sơ Gia. Cái tên của nó vậy, cặp cách của thượng đế nó ghế bên này đó. Ừ. Bán giải Sida luôn. Ờ bán giải Sida đang bán nè. Vợ lớn của nó đang bán. Rồi chồng cô sao bỏ con? Thì tao có vợ lớn, tao giờ vợ lớn. Ừ. Vậy là cô là vợ nhỏ hả? Vậy là cô là người đến sau. Cô đốt vợ mông gì cô đốt khói quá trời khói cô hương. Thì bởi gì? Đốt chi vậy? Cái đó con thấy nãy như mùng mền của cô mà. Ừ, mà chứ sao cô đốt hết rồi? Đốt rồi sao mày nói lượn nó phá đó. Ừ. Đồ của cô để đâu? Quần áo của đâu? Thì quần áo có nhiều hơi đó, mới đốt rồi đó. Ừ. Sao đốt chứ vậy? Đốt lấy gì mặt cô? Rồi à. Cô tắm rửa rồi sao? Định bán cái nhà chịu bạc lần đi đó. Trời! Bán nhà này hả? Ừ. Ai mua trời? Thì ai mua bán người ta. Hồi nãy thấy có bà tư sắm đưa bà già nó, bà có tiền nha. Ừ. Bà có tiền. Bán nhà chịu bạc bỏ đi. Ừ. Đi viên đi, mà mướn ta. Chứ ở đây vắng cũng sợ đó phải không? Ở sợ sao ở tới 12 năm? Thiệt mà. Trời bà cô ở 12 năm thì mấy cái nhà kia lẫn liệt mấy nhà. Xin vô ở tao cho đâu. Ở đây 12 năm cô có bị sự cố gì xảy ra với cô không? Thì cô, ví dụ có tao quậy bộ mà đi trốn đi. Hai thằng nhỏ nên quậy thấy chú lời cũng phải nói lời, nói nhỏ nhẹ đó. Mà mốt đừng có lời đi nữa nghe chưa? Đi trốn đi. Mưa gió vậy nè, ở sống gì mưa gió sống sao được. Chắc cô sao á chứ. Mình nghĩ là cô sống ở bên cái chòi bên kia kìa. Còn cái chòi bên đây là không phải cô ngủ, cô để sinh hoạt, cô ăn uống gì thôi. Đúng không? Cô không cho con vô nhà mới của cô chứ gì. Đúng không? Đúng không cô? Nhà bên đó cô khóa cổ không biết à? Này, không thấy chúng mày có tiền có bóp đâu. Thấy chưa? Vô sửa tay bát đó. Sửa tay bát đó. Thấy chưa? Hả không? Bát tháp 10 đẹp nhất, bông sen Việt Nam đẹp nhất, có tên Bác Hồ. Phải không? Phải không chúng mày? Nè! Sao kêu chúng mày? Ừ, chú em. Nè, vô sửa tay, chú em vô sửa tay. Chú hồi nãy không thấy có tiền đâu, phải không? Phải không? Sợ cái nấy dầu xong có bo đi về rồi nè. Thì tối cô tắm rửa đâu? Tắm ở đây. Tắm đâu? Ra chỉ chỗ... tắm ra nước cái lùn đó. Đâu, đi ra ngoài kia rồi con có biết đâu. Nước, đi ra đây. Nước ở đâu cô sắp về đây? Hồi nãy
không thấy túi tiền đâu. Chú em vô á. Dạ. Chú em vô sửa tay tôi bị tôi con xin á. Ừ. Đây đi ra ngoài sao chỉ chỗ tắm mà. Không có thấy tiền đâu. Dạ. Thấy ông nè, thay tái ông bằng chú số coi chừng về chú số nó nghe. Dạ. Bay con nào lớn bay mà khi đáp vô tiệm vàng cứng mắt hết trơn. Cô nhìn thấy mình móc tiền ra cô nói chuyện không thấy tụi chúng bay mày có tiền đâu. Nào, có tắm á. Nói nghe nè, em múc cái nào em múc không phải phải ăn chú hai. Đừng nghĩ tụi bậy mang tội rồi chú hai, phải ăn chú hai. Ngoài đây cô thì... có thùng nước như thế này cô muốn múc mưa cái gì vậy? Rồi. Nè những cái nào chén bát của cô ở ngoài đây nè, cũng tá lả hết. Cái này sao nấu ăn ta? Thịt đó chút cô dự định nấu gì ăn vậy? Tính chiên xào. Chiên xào hả? Ừ. Cô đốt ống bung kìa. Rồi chừng nào cô mới nấu ăn? Cho dưa nấu ăn, cho dưa chút xíu nữa. Lấy này cô đi đâu hay sao? Nè. Chúng mày nha. Con nít nó khôn nữa. Này biết nhiêu tiền không cô? 10.000 nha. 10.000 với lại 5.000 nào nhiều hơn? 5.000, 10.000 nó phải nhiều hơn. 10.000 nhiều hơn. Nó lợi nó xô nhà cô á, dục á, không thấy xe đạp đâu. Nha. Đi 4-5 chiếc xe đạp điện. À, phải không? Sao hai cái lỗ tai cô dán cái đó làm sao cô dán? Nó đeo đồ giả làm độc qua tao là mũ không, thành ra dán nó mũ á, nó bị mũ á. Đeo đồ giả bị độc rồi và hành mũ rồi bây giờ là dán lại. Vậy tháo mấy nó kia ra hết đi. Tháo kia để gì đi kệ. Cô đeo nhẫn 2-3 chiếc luôn. Cái nhà định bán 1 triệu đó. Chú em ba chứ sao chừng không thấy tôi bị bán cái nhà đó, tôi định bán cho bà già đó 1 triệu quá. Bán 1 tỷ đi. Bán rồi cô đâu? Thì bán đi kiếm sở làm để bằng mướn ca. Nè nè. Nè, sợ có đó về một ông tỷ đó, hai ông tỷ đó. Ông 70-80 sợ ông chết hả? Rồi không cháo quá. Không biết luôn. Nói chung là tụi mình, anh em của tụi mình á, gặp một đi ngang gặp một cái căn chòi như thế này nè, thấy cô đang đốt á, khô quá trời khói, thấy có một người vô hỏi cô, thì mọi người có nói là trước khi quay đoạn clip này thì mọi người có nói là cô mới về đây ở, hình như là cô sống ở Campuchia á, mà thật là cô sống ở Campuchia thì cô đen vô tới nhà nắm thành phần rồi, sốc hứng sốc gòn á, nắm thành phần chúng mày nha. Thượng đế chỉ khôn lắm, nó nóng thành phần hai người đó không thương, cho tiền 4-5 lượng mà không còn. Yeah. Nóng tại hàng nắm hàng năm cứng nha, thấy không? Là hai cái chai dầu á. Dầu Singapore nước ngoài á. Thích không? Cô thích không? Thôi để xài đi, không ấy. Thích thì cho, không thích thôi, không, đừng có để xài, để cho em nhiều khi có con em mình xanh á, mình sức mỏ ác, sức này sức kia chứ. Con hả? Nó hú hủ với ai vậy trời? Ai cho đá vô trời? Ui. Cô thích á, cô thích thì cho, còn không thích thì thôi. Không lấy không? Không. Sao mấy bé nhỏ sao chọi đá vô chạy cô vậy? Trời, tan nhà nát cửa hết chứ. Cô không lấy dầu hả? Không lấy đâu. Này con tính đem vô. Không lấy đâu. Cô ngại hay là sao? Không lấy, có đó nước ngoài nữa. Sao cô sợ nước ngoài? Sợ người ta về rồi bởi xíu sách nó đòi quánh cô nãy giờ hoài đó. Thôi ngồi đi, bây giờ nè, gỡ tiền cho cô nè. Cô gỡ tiền. Con gửi cho cô nè. Cảm ơn nha. Nè, gỡ cô 2 chai dầu. Dạ. Để dành sức nhức đầu rồi đó, sổ mũi rồi đó. Sao người ta quậy khóa cô vậy, sao con ở cô ở đây được hoài hay vậy? Thắng trời nha, giờ mà con chọi nó chừng nó chọi chúng á, nó chọi tôi hoài đó nha. Trời, thì bởi vì nó ghét, nó không thích đâu. Ừ. cục đá cũng hơi trọng á, thảy vô đây giùm con. Hôm nãy mình nhậu đây cũng ở ngoài mình cũng không biết ai nữa, con chú chữ này trúng cái đầu cũng nguy hiểm á. Ừ. Cục đá 1-2 á. Nói chung là thấy cô cũng thương nhưng mà không biết sao, tại cô không có giữ tiền được nhiều rồi, cô bán của anh chị. Mấy anh em chỉ giúp đỡ được phần nào hay phần đó, chứ bây giờ đưa giờ tiền cô nhiều, cô cũng đâu có biết đâu. Không có tiền tới 1 triệu bạc, sáng cho tôi đi không có 1 triệu bạc nữa. Dạ. 1 triệu bạc không có. 1 triệu bạc làm gì, bán chòi hay sao? Thì bởi vì bán mới sáng tôi đi, tính nó đi về chợ đi về Miên nè. Về Miên luôn hả? Về thẳng luôn. Đi bằng xe nào? Xe ôm. Xe ôm sao về Miên được? Cô có bách bo không?
Không. Không bắt bo sao về? Có hộ chiếu không? Hả? Có hộ chiếu không? Không. Không có bắt bo mình đòi đi về miên. Dạ. Về Campuchia chứ. Coi chừng nó chọi chúng đau lắm á. Dạ. Vô bệnh viện nằm đó. Vậy là bán cái trạng triệu về Campuchia đúng không? Vậy không, bây giờ hôm nay mấy con không đem tiền theo bán thiếu đi. Chịu không? Tiền đâu đi. Nếu em mua vậy chị 1 triệu, bán 1 triệu đó mua đi. Sáng đi, đi cho nó im, sáng bỏ ra đi. Chứ bây giờ nó làm vậy sao ở? Ừ. Rồi thôi tụi con ghé thăm, ghé gầm ngang ghé thăm cô có muốn đi đâu thì cô đi ha. Thì muốn nói gì không? 1 triệu bạc á thì về được rồi. Về đâu? Về miên á. Kiếm ai trên đó cô? Kiếm gia đình. Sao kiếm gia đình? Thì kiếm người quen phải không? Người quen là ai? Biết ai? Không biết sao kiếm. Cái bổ gì? Thì cô đi về đó bản, cô cũng cần một số tiền để cô đi đứng nữa, rồi đa tiền đâu cô đi đủ. 1 triệu bạc được rồi, 1 triệu bạc đi được rồi, có giao xe anh ta. Cứ bắt bo đâu về? Thì xin ta có giao bộ đội dễ lắm. Coi chừng nó chọi chúng đó nha. Rồi thôi con chào cô ha.